Xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một con Omni G-Cypher của PL có model là SX727 anh em nhé. PL SX727. Đây là một con Omni G-Cypher mình tuyển chọn từ Nhật về, phải nói là đẹp xuất sắc anh em nhé, đẹp kính cong luôn. Của nó là sử dụng toàn bộ mặt phay nhôm. Anh em ngắm này, tất cả các phay nhôm của nó này. Và đây là toàn bộ sóng đài radio. Con này bắt lên 108 anh em nhá. Của nó là đánh 3 cặp loa A, B, C, A cộng B và A cộng C, có chỉnh bát, chỉnh chép. Và đây là low filter, high filter, ba lăng FM, muting audio, volume, low lớt và các cổng tab. Đây là chọn cổng vào. Và đây là dò sóng đài. Đây là một con Omni rất đẹp, xuất âm tụ. Bây giờ mình sẽ đi vào, tiến vào nội thất để cho anh em tham khảo nhé anh em nhé. Trước tiên là anh em nhìn con máy nó đẹp hay không, là nó ở cái phần, anh em phần radio của nó này, không đốm xét han gì một chút nào. Và nó sử dụng một con nguồn, hai con tụ xuất âm và một con tụ nguồn. Con này là xuất âm tụ anh em nhé, xuất âm tụ. Đấy, và toàn bộ vỉ mên mạch của nó là rất đẹp. Và đây là bốn con công suất. Con công suất này là nó chạy ở bốn con sò sắt lếch đỏ đen anh em nhá. Đấy là toàn bộ phần trên. Tí nữa mình lật cái phần bụng ở dưới nó cho anh em xem tham khảo luôn. Và bây giờ anh em đi vào cái đằng sau của nó này, toàn bộ chân AV của nó đẹp mướt luôn. Cổng phone AUX và hai cổng tab. Có rè, có bao. Con này những cái con âm đi của mình bán là về bao giờ cũng có một cái cặp loa này đi cùng anh em nhá. Đấy, một cặp loa này nó rơi vào tầm khoảng 4 đến 500 nghìn mà không có mà mua luôn ấy. Đấy, một cặp loa, một cặp cầu loa anh em về bắt dây loa vào đây là chơi thôi. Đây là nó có ký hiệu âm dương ở trong đấy hết này anh em này. Có muốn cắm ngược cũng không cắm được luôn. Trên này là dương, dưới này là âm. Đấy, anh em có cắm ngược không cắm được. Và đây là anten của nó. Toàn bộ thông số đằng sau của nó đây này anh em này. Đấy, model SX727. Con này là phiên bản xuất Mỹ anh em nhá. 120V. Xuất Mỹ là nó có cái tem UL này anh em này. Đấy. Điện 120V. Công suất của nó là 170W. Sản xuất tại Japan. Anh em biết thừa biết là những cái con Omni mà nó xuất âm tụ mà 170W thì của nó là rất khỏe anh em nhá. Nó đánh được bát 40 quay đầu. 170W mà xuất âm tụ thì anh em biết rồi, mà chạy sò sắt của lếch mà nó chạy chung với những cái dòng sò của Lucman, ví dụ như 507, 507X ấy anh em ạ. Đấy. Và đây là toàn bộ cái vỏ gỗ của nó. Và đây là lắp đáy này. Và đây là nó có một cái hộp này là bịt công suất này. Đấy. Mình sẽ tháo ra để quay.